Hiện tại mình đang có mặt cùng biệt đội báo thủ ở tại công viên mà chúng ta từng làm một video. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một video cũng đã từng làm luôn rồi. Đó chính là video Cảnh sát bắt cướp. Đúng rồi, chúng tìm theo phim Doraemon Cảnh sát bắt cướp. Biệt đội báo thủ sẽ có 15 phút để đi trốn khỏi cảnh sát Mon. 15 phút bắt đầu. Trốn chỗ nào bây giờ? Phải nhanh chóng tìm ra chỗ trốn mới được. Anh Mon cho tụi mình 15 phút để trốn. Và bây giờ mình sẽ cố gắng tìm ra chỗ trốn nhanh nhất có thể nha. Chỗ này là một chỗ trốn rất là thích hợp với tụi mình, nên là tụi mình sẽ trốn ở đây. Mình thấy cái chỗ này khá an toàn cho nên mình sẽ chui vô trốn luôn nha các bạn. Quá là an toàn luôn. Trò chơi cảnh sát bắt cướp trong công viên lần này thì nó cũng khá giống như cảnh sát bắt cướp trong rừng cây đợt trước nha các bạn. Nhưng mà nó hơi khác nhẹ một xíu, đó là lần này chỉ có một cảnh sát duy nhất thôi. Còn những cái trò chơi khác, những cái luật chơi khác thì giống như hệt như là những tên cướp sẽ có 15 phút là lẩn trốn khỏi cảnh sát, 30 phút cảnh sát phải đi tìm những tên cướp. Rồi những tên cướp sẽ được cứu nhau bằng cách tìm những nắp nồi mà anh Mon đã giấu. Xong sau đó chạy lại đây chạm vào nắp nồi với nhau thì những tên cướp sẽ vượt ngục thành công. Chỗ này rộng nhưng mà nó rất là trống, tại vì người ta mới trồng cây thôi các bạn, cây nó chưa có lớn á, nên mình không biết trốn núp chỗ nào luôn á. Giờ mình sẽ ngồi ở đây cho tới khi nào anh Mon bắt được mình nha các bạn. Có cái bụi lùm này nè, mà mình sợ chui vô chổng mà có gắn cái gì ở chổng thì ghê lắm. Các bạn ơi, mình đã tìm được chỗ trốn, đó chính là ở trong đây. Khóa chốt rồi nãy rồi. Cứu bé không biết trốn chỗ nào. Ở cái công viên này cái bản đồ của nó rất là rộng luôn, rất nhiều chỗ trốn, nó bị đội bảo hộ anh Mon cho trốn tùy tích luôn, trốn chỗ nào cũng được hết trơn á. Các bạn nhìn thấy trong khu chợ nó bự vậy thôi á, nhưng mà nó cũng rất là ít chỗ trốn luôn nha. Lại là một cái cây khác trong công viên nha các bạn. Trong đây rất là trống luôn á, mình sẽ thử trốn. Mình nghĩ chỗ này an toàn rồi đó. Nếu mà anh Mon có gượt tới đây là mình vẫn có đường chạy nha. Không có trốn được rồi. Có nên ngồi sau lưng cái hùng gác trốn không ta? Thôi mà nó thúi lắm, không dám ngồi. Cảnh sát Mon rất là nhân đạo nha. Tên cướp nào bị cảnh sát bắt lại thì sẽ lại chỗ cái bộ dụng cụ tập thể dục này nè, tập thể dục dưỡng sinh, cho tới khi nào đồng đội tới giải cứu hoặc là cả đám sẽ bị bắt hết. Mình đã tìm được một chỗ trống trong này để mình có thể trốn. Mình mong rằng chỗ này anh Mon sẽ không biết. Nhi nó trốn hơi bị đỉnh luôn á. Lấy cái báo đắp lên người nó nè. Sự thông minh. Ghê đấy. Thôi mình đi với ai. Chỗ này rất là hợp lý luôn các bạn ơi. Vô. Vô. Trò chơi này là kiểu như anh Mon phải chạm vô mình thì mới tính là mình bị bắt nha. Cho nên mình trốn ở đâu không quan trọng các bạn. Quan trọng là mình phải chạy thiệt là nhanh. Trong lúc biệt đội báo thủ đang lẫn trốn thì mình ở đây mình thưởng thức về những cái đẹp của tàu quá nha các bạn. Ẩu vậy đó mà. Ẩm là gì bùa? Nó các bạn đâu còn thấy mình nữa đâu. Các bạn ơi, chỗ này vừa chật mà không có chỗ kéo lại nên là tụi mình sẽ đi tìm địa điểm khác nha. Có chỗ nè Thư. Đó, vô chổng trốn. Mày vô trước đi Thư. Vậy là 10 phút đã trôi qua và biệt đội báo thủ chỉ còn có 5 phút để lẫn trốn khỏi cảnh sát Mon. Mình phát hiện như một chỗ trốn nữa rồi. Cái phần ngoài lan can này đó bạn. Ui, có cái đường dẫn đi tới túi đằng kia luôn. Wow. Ủa, hay hả? Đỉnh nhở. Em cũng tính vô đây trốn luôn mà gặp anh. Dạ, Thành nói trốn ở đây rồi, mình không có trốn chung với nó được rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô đây trốn nha. Thôi đi đường này đi. Bạn ơi, chạy gấp quá, đụng vô cái xào độ u một cục luôn. Mình thấy ở một chỗ nó không có an toàn cho nên mình sẽ thay đổi chỗ liên tục. Có gì anh mà anh bắt mình còn có thể chạy kịp thời nha các bạn. Ôi, mình hết đường trốn rồi. Ở chỗ này cũng có cái bao. Chui vô nằm đắp liền nhanh lắm. 5 4 3 2 1 bắt đầu đếm ngược. Cái nắp nồi để lại chỗ nhà tù cho biệt đội báo thủ. Let's go. Anh Mon đã bắt đầu đi tìm tụi mình rồi. Mình phát hiện một chuyện rất là lạ luôn á. Đó chính là nếu hình như biệt đội báo thủ phía sau mà nó đi vòng vòng ở ngoài không vậy? Hay nó muốn biến trò chơi thành trò chơi bắt rượt bắt với nhau? Ê, tụi mày không đi chốt lẹ lẹ lên, Mon sắp bắt rồi kìa. Mày không nhớ là cái luật chơi là anh
anh Mo phải đụng vô tụi mình mới tính là bị bắt hả? Ừ. Tao quên luôn á. Đi bắt càng nhiều càng tốt nha các bạn. Cái trò chơi này khi nào chúng ta chạm được con người của bên phe bên kia thì mới bị bắt. Còn nếu chỉ thấy thôi là không sao hết. Thế là giờ mình sẽ chạy thật nhanh lại đi. Đâu đó, ai kiểu gì bạn? Ai kiểu gì bạn? Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Ai kiểu bạn? Bạn kiểu tôi. Ai kiểu bạn của tôi kiểu bạn. Ai ơi các bạn ơi, chưa tìm thấy cho chó mà anh Mon đường mình rồi các bạn. Giờ mình sẽ ngồi sau tủ này nha các bạn. Quá mà. Thầy là một trong thành viên có khả năng làm cho tụi mình bị thua nhiều nhất. Bởi vì rất ngu mô và nhanh nhẹn nha các bạn. Mình cũng muốn bị anh Mon gượt chứ không vậy á. Anh Mon ngon tới đây gượt nè. Chiến thực. Đổi con mồi thôi, đổi con mồi. Một đứa đầu tiên. Chưa kịp chạy nữa các bạn. Mình cũng muốn bị anh Mon gượt chứ không vậy á. Áp giải về đồn. Tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa thấy. Chưa thấy Thành cầm cái nắp nồi. Mình sẽ đi bộ từ từ chứ nãy giờ chạy mệt quá. Đi bộ để hồi để dành sức anh Mon gượt mình, lỡ anh Mon gượt mình thì mình chạy. Chơi trò này phải sử dụng cái não. Trời ghê chưa? Nhưng không sao, cuối cùng cũng bắt được một con mồi rồi hả? Tính ra cho Việt Nam để anh Mon đi gượt mình. Ai về đâu bị bắt luôn. Nhưng mà vẫn còn 25 phút nha các bạn. Anh. Hả? Lại đây em nói anh nghe nè. Gì? Yêu anh lắm luôn á, thương lắm luôn á. Đi ra đâu đây? Không có dùng mỹ nhân kế với anh Mon được đâu. Em Mon là nhân mỹ nhân mà. Mấy em thôi là giải cứu chị nè mấy em. Tìm nắp nồi thôi, chứ chị Di bị bắt rồi. Vậy là tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn còn bé Báo, Giang Ngân, Nhi, Ngân Chuột và Thành. 5 thành viên nha các bạn. Thành chưa có bị bắt, chỉ có một mình chị Di bị bắt thôi. Mà hiện tại trên tay mình cũng không có cầm cái nắp nồi nào hết á. Mà nó cứ lẩn giỡn ở đây hoài luôn để mà nó tìm cách cứu chị Di hay sao á. Trận đấu thì mình thấy bắt đầu gay cấn cũng à. Nghe tiếng anh Mon đi lại rất là gần nên mình hơi sợ, hơi ghén nữa. Ở đây có một chỗ trốn khá lý tưởng nè. Mình thấy có nhịp thở ở trong này nha các bạn. Nó rung rinh nè. Có một đứa trong này thật. U đầu, u đầu, cẩn thận u đầu. Thành viên cái tiếng là bị bắt, chính là Nhi. Không xuống anh đỡ ra rồi đi ra. Sao em vô đây được vậy? Rồi ok, thành công. Mình sẽ trốn sau cái bậc thềm này nha bạn. Anh Mon bắt được Nhi rồi nha các bạn. Em trốn nó mức độ mà em ngủ tay anh Mon bắt em luôn. Ồ, thí sinh này đẳng cấp quá các bạn. Các bạn ơi, hình như mình đã mệt tới cấp độ vô hạn rồi. Các bạn hãy nhớ ấn like, subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình chạy thoát khỏi bàn tay. Âm thầm thôi, âm thầm các bạn ơi. Nhờ mình sẽ đi đây. Ở đây là mệt các bạn thôi. Anh Mon lại được bắt Thành nữa rồi. Giờ sao đây cơ? Mình đi kiếm nắp nồi vậy. Đi giải cứu chị Di thôi. Ê, giải cứu, sao tôi giải cứu rồi? Sao giải cứu rồi? Nắp nồi đâu? Nắp nồi, nắp nồi, nắp nồi đâu? Cái nắp nồi đâu, cái nắp nồi đâu? Chưa thấy đất nội, chưa thấy đất nội. Bắt. Ủa đất nội đâu? Anh Mon đang gỡ gần mình luôn. Để một chỗ rất dễ thấy. Mà tới ba đứa này không thấy. Cái đất nội nằm ở đây nè. Trời ơi, tội nghiệp bé Báo, nó cứu mình mà nó bị bắt luôn rồi các bạn. Vậy là một thành viên khác nó bị bắt với một cách rất là lãng xẹt luôn nha các bạn. Tạm thời mình sẽ tịch thu cái này và đi giấu ở chỗ khác.
Hiện tại là có 3 người bị bắt rồi nha các bạn. Thu, chị Di với Nhi. Tạm thời mình sẽ giấu cái nắp nồi vô đây. Tiếp tục, chúng ta vẫn còn 3 thí sinh vẫn chưa bắt được nha các bạn. Nó thí sinh khác ở đây. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Thí sinh thứ tư đã bị bắt. Anh mong bắt được thêm gia ngon rồi nhớ mày. Bây giờ còn mình với Thành Thành sống sót rồi á hả? Thấy cái nắp nồi đầu tiên rồi nha. Thì ra mày trốn ở đây nãy giờ làm tao kiếm muốn chết. Có đồ gì không mà chạy ra cứu đồng đội? Đâu cái nắp nồi đâu cứu đồng đội. Chạy trốn vô ngục cũng đồng đội ấy. Trốn trong ngục cũng đó an toàn lắm. Giờ mình sẽ cầm sẵn cái nắp nồi luôn, để có đứa nào nó có nắp nồi thì mình sẽ đụng vô liền nha. Chắc đây chỉ còn là cuộc chơi của mình với anh Mon nữa thôi. Rồi anh Mon bị đánh lạc hướng rồi. Giờ mình sẽ chạy lại cứu đồng đội. Và chúng ta có một thí sinh ở đây cầm cái nắp nồi. Nó đang cầm cái nắp nồi. Không xong rồi. Giờ mình phải để cái. Chết rồi. Trời ơi các bạn ơi, bị anh Mon đụng trúng rồi. Giờ cái nắp nồi này không phải là cái nắp nồi mà đã tịch thu được. Nên Thành để đâu mình sẽ để đúng vị trí cũ nha các bạn. Chỉ còn một thí sinh cuối cùng thôi là nó sẽ thắng. Quên mất tiêu luôn các bạn. Chúng ta sẽ còn một lượt phụ nữa. Trong vòng 30 phút mà phe ăn cướp trốn thành công là bên phe ăn cướp cũng thắng luôn nha các bạn. Bây giờ chỉ còn là núp và núp với chạy thôi nha các bạn. Ê, cái nắp nồi ở gần cái thùng gán á. Thùng gán hả? Ừ. Thiệt không? Thùng gán màu cam á. Nè, anh để đó đó. Thùng gán màu cam trên kia hay là chỗ này? Chỗ này nè. Ok ok. Mình đang nghi ngờ chuột trốn ở cái chỗ mà nó từng trốn trong cái video 24 giờ sống trong công viên. Cái chỗ đó nếu trốn mà không ai đi tìm hay là trốn ngày, vài ngày luôn vẫn được nha các bạn. Khả năng rất cao rồi đó. Đi thôi. Đổ mồ hôi hộp hết luôn rồi đó bạn. Chạy đi lấy cái nắp nồi nha bạn. Không có rồi, không có. Có thể trốn được ở đâu trong công viên này bây giờ ta? Trốn ở đâu được bây giờ? Chúng ta chỉ còn có 8 phút nữa thôi. Mình tìm thấy cái nắp nồi các bạn ơi. Có những cái lùm cây. Lùm cây. Chiếc xe tải. Mình sẽ lấy cái nắp nồi này để giải cứu đồng đội nha. Nhà người dân. Và đó là những chỗ trốn rất là ngon luôn nha các bạn. Giờ phút sinh tử nha các bạn. Ê, không xong rồi, không xong rồi. Không xong rồi, chạy lẹ. Chạy thôi. Tự do rồi các bạn ơi. Hả? À, nhưng mà ngân chuột đâu? Không thấy ngân chuột đâu hết mà vậy cứu được, quá hay. Đẩy đi. Đẩy nó nằm xuống. Bò đi nhanh lên, bò đi, đừng có ngóc đầu lên. Chúng ta còn 6 phút cuối cùng để bắt tất cả các thí sinh lại. Cởi bỏ bảo giáp luôn cho nó nhẹ. Được quá. Chạy thôi. Hiện tại là bây giờ mình không có nước để bỏ vô họng nữa. Chỗ này bây giờ bắt đầu nó khô hết luôn rồi đó bạn. Con chó điện bài kìa. Còn sức 25 phút qua coi như đổ sông đổ biển luôn rồi. Giờ lại ở vòng vòng cái chỗ này. Vì đồng đội mình phải cố gắng di chuyển qua bên kia hết. Nhanh lên, cái bậc thềm bên kia nhanh lên. Nhanh. Bé ba chạy ra chạy ra ngõ cục vậy bé ba. Chạy ra chạy ra ngõ cục vậy bé ba. Con đứa đã bị bắt. Mới được tự do đúng 2 phút các bạn ạ. Mình chạy đây. Không ổn rồi. Này nó mới thách thức mình mà chạy mất tiêu rồi. Ôi có chị Quy kìa. Bắt được rồi. Có vẻ mình đã hết cách giải cứu. Không còn cái nắp nồi nào nữa. Mình sẽ ngồi đây nghỉ mệt, đặng lát có đồng đội đập cái nắp nồi vô là mình sẽ chạy liền nha. Hết sức rồi, anh Mon gượt quá là nhanh, quá là mệt.
ở đó. Nực quá mấy bạn ơi, nãy giờ bị anh Mon đuổi nực quá, chạy thôi. Thằng Thành coi anh Mon như là một trò đùa, cứ chạy qua chạy lại hoài. 2:30 cuối cùng. Anh chắc anh Minh khóc với anh Thành luôn á. Anh ơi, đây anh Minh tôi hôn miếng nè. Hết cứu rồi các bạn, không còn nắp nồi nữa, không thể nào mà cứu được tội dựng nữa không phải. Chúng ta chuẩn bị bắt anh Thành nha các bạn, cố gắng lên. Thành đang bị mất cảnh giác, vô gà chạy. Ghế một bên thì mình vẫn không bắt được. Có phải là do Thành chơi quá hay là do anh Mon quá gà các bạn? Chắc nó nằm ở ghế thứ hai. Dạ xôi chắc chắn là như vậy rồi. Mình đang rất là mờ, mà anh Mon cứ dí mình hoài các bạn. Mau anh Mon sẽ đổi mục tiêu dí ai khác nha bạn. Anh Mon đang từ từ đi vô trong chợ nữa nha bạn. Chưa. Bây giờ nhiệm vụ của tụi mày là trốn, hoặc là nếu mà có thể chịu đựng được thì chạy đi tìm nắp nồi nghe chưa. Mình không nghĩ đến cái mức mà trái đất nó tròn đến mức mà mình với anh Mon gặp hoài luôn á các bạn. Ôi đầu luôn rồi. Không, người đáng gờm nhất chưa hẳn là anh Thầm đây các bạn, đó chính là ngân chuột. Nãy giờ mình không thấy có bóng dáng ngân chuột luôn. Thiệt không? Coi, anh Caramel lại mở máy cho nó coi, Caramel. Đâu? Trong máy quay nãy giờ không thấy ngân chuột luôn á. Thiệt không? Thiệt, anh Caramel lại gần nè. Thiệt không thấy ngân chuột không? Thiệt. Lại coi nè, nói thiệt. Còn có 17 giây nữa nè. Thiệt không thấy ngân chuột không? Thiệt. Chứ là em thấy anh với em kẹp kẹp sức lực rồi đó. Nè các bạn ơi, giải hợp lệ tiếp. Oh my god. Thấy xương luôn rồi. Hành động rất nhân văn, cảnh sát dìu tên cướp vô trong ngục. Các bạn ơi, hết thời gian rồi, anh Mon đã thua. Tụi này nói là mình chơi hả, chứ là mình là con lừa vậy bạn, bị gắn cái đầu con lừa lên đó, rất là ngu luôn á. Không phải tin được, tụi nó trốn cho mình cách nhau chưa tới 10 mét nữa. Vì mà mình đè mày đi gượt Thành quá trời luôn. Nó đang tập vật lý trị liệu luôn á bạn ơi. Mình đã thua và giờ phải trả kèo cho việc đợi báo thủ thôi.